Không những chúng ta phải tăng tốc để thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2024, của 2025, mà tinh thần Khánh Hòa là phải tăng tốc từ bây giờ cho đến 2030. Ít nhất tăng trưởng công chế phải giữ được cái mức độ hai con số thì may là mới đạt được. Khung khổ thể chế pháp lý cơ sở chính trị chúng ta đã có khá đầy đủ rồi, của Trung ương tạo ra cho công chí rồi. Thì bây giờ chúng ta tập trung làm sao đó mà tổ chức triển khai thực hiện các cái nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và hệ thống pháp luật hiện hành để chúng ta tổ chức thực hiện cái này. Nhưng đúng là chưa có thời kỳ nào mà Khánh Hòa được quan tâm và đầy đủ cái hệ thống cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và khung khổ thể chế hiện nay, và kể cả nguồn lực nữa. Triển khai ngay, tận dụng được các cơ chính sách, thử ra soát xem là còn cái gì mà Quốc hội đã cho mà cho đến nay thực tế là chúng ta và Chính phủ vẫn còn khó khăn thôi, thì công chí giả soát và đề xuất. Đặc biệt là khi triển khai Câm Lâm thì nó liên quan đến một loạt vấn đề tôi đã nói rồi, sẽ liên quan của bộ ngành, trong đó vấn đề xác định xem cái mô hình của chính quyền ở đấy như thế nào, xem xét ở cái Câm Lâm các cơ chế đất đai hiện nay như vậy là đã được chưa, hoặc là các vấn đề liên quan đến cái trình tự thủ tục khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng này là vân vân. Tôi biết là có những vấn đề đồng chí đã đi trước một bước, nhưng đi trước thì phải lại thể chế hóa những cái bước đó, chứ nếu không sau này nó vướng mắc.